giọt nước cuối cùng. Đến cả cây cỏ cũng héo úa hết cả rồi. Thời tiết cứ mãi khô hạn thế này thì chúng ta biết sống sao đây? Có lẽ làng ta phải làm lễ cầu thần mưa thôi. Hả? Thần mưa? Là thần mưa xuất hiện kìa. Kính chào thần mưa. Mọi người gọi ta. Dạ thưa thần mưa, trời hạn hán đã bấy lâu nay làm cho cây cỏ héo úa, sông suối khô cạn, khiến cuộc sống của dân chúng gặp rất nhiều khó khăn. Cầu xin thần mưa thương tình cho chúng tôi mưa xuống ạ. Cầu xin thần cho mưa xuống. Ta xin lỗi, bấy lâu nay ta đi vắng nên quên là mưa ở vùng này. Mọi người hãy nói cho ta biết mọi người muốn mưa bao lâu và mưa vào ngày nào, ta sẽ chiều theo ý mọi người. Thần mưa đồng ý rồi, đồng ý rồi. Đội ơn thần mưa, vậy xin cho chúng tôi mưa vào ngày mai đi ạ. Thứ hai đầu tuần, cho mọi sự thuận lợi. Dạ không được đâu ạ, vì tôi còn phải dựng nhà nữa. Vậy thì ngày kia là thứ ba hãy mưa vậy. Ngài không thấy nhà tôi đang phơi ngô cho khô hay sao? Không thể mưa vào thứ ba được. Thế à, mưa vào thứ tư thì sao? Không, thứ tư tôi phải đi chở củi. Tôi phản đối trời mưa vào thứ tư. Chúng ta nên xin mưa vào thứ năm. Tại sao lại mưa vào ngày thứ năm? Hôm đó tôi phải mang hai con bò đi chợ bán. Trời mưa làm sao được? Vậy thì vào ngày thứ sáu thì sao? Thứ sáu cũng không được. Người ta nói rằng thứ sáu là một ngày xấu. Mưa ngày đó sẽ không trúng mùa đâu. Vậy thì chúng ta hãy xin thần mưa, xin ngài ban mưa vào ngày thứ bảy thôi. Không được rồi, thứ bảy tôi phải cưới vợ cho con, xin đừng mưa vào thứ bảy. Sao mọi người ai cũng chỉ biết việc mình thôi thế? Không suy nghĩ cho mọi người gì thế? Thật là ích kỷ. Ai ích kỷ chứ, chính ông mới là người ích kỷ. Là anh ích kỷ đó, là cô. Ông mới là người ích kỷ đó. Mọi người hãy bình tĩnh nào. Mọi người hãy nghe đây. Bây giờ mọi người hãy về thỏa thuận với nhau xem chọn ngày nào hợp lý nhất. Chủ nhật tuần sau hãy trả lời cho ta biết, để ta cho mưa xuống. Ta đi đây. Tôi nghĩ thứ hai mưa là hợp lý nhất rồi. Không được, để thứ ba mưa mới tốt mà. Hay để thứ tư đi. Ôi, anh sao thế này? Chắc anh ấy khát quá không chịu nổi rồi. Còn có chút nước này, cho anh ấy uống tạm vậy. Trời nắng nóng khô hạn mãi, trâu bò cũng chết hết cả rồi. Nếu tình hình cứ kéo dài thế này, thì chúng ta cũng chẳng trụ nổi đâu. Chúng ta phải nhanh chọn một ngày để xin thần mưa cho mưa thôi. Thì đó, tôi bảo cho mưa vào thứ ba mà mọi người có nghe đâu. Có phải mưa cho mỗi nhà anh đâu, mà chọn ngày thứ ba. Tôi còn phải có việc nữa chứ. Tại sao không phải là thứ tư, mà lại là thứ ba? Đến giờ này, mọi người vẫn còn tranh cãi nhau được nữa hay sao? Nếu cứ tranh cãi nhau, thì bao giờ mới chọn được ngày đi mưa đây? Chính vì sự ích kỷ của mọi người, nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Nhưng mọi người hãy thử nghĩ xem, nếu cứ hạn hán thế này, nước không có mà uống, chúng ta sắp sửa không trụ nổi nữa, thì việc cưới vợ cho con, hay đi chợ, hay đám giỗ, có còn quan trọng nữa hay không? Kể cũng phải, đến lúc này thì những việc khác còn quan trọng gì nữa đâu. Vậy nên tôi thấy chi bằng hãy cầu xin mưa xuống ngay bây giờ, và tất cả mọi người hãy dừng hết những công việc khác lại. Chúng ta chuẩn bị đón mưa nào. Mưa rồi kìa. Mưa rồi. Nếu chúng ta biết đường nhanh nhau, bỏ qua sự ích kỷ của mỗi người, có phải chúng ta đi nhận thủ nghiệp như này từ lâu rồi không?
Hội thi gánh nước. Kính thưa toàn thể bà con, như đã thành lệ, hội làng ta mỗi năm lại mở. Ngoài các tiết mục như hàng năm, ngày cuối cùng của lễ hội năm nay, chúng ta sẽ có thêm một cuộc thi gánh nước. Trong các thôn nữ của làng, cô gái nào khéo léo, đảm đang nhất, gánh nước nhanh, không bị đổ ra ngoài sẽ giành được giải thưởng là một bộ áo tứ thân và 10 thúng gạo. Bộ áo tứ thân thật đẹp. Phen này, nhà nào có con gái được giải thì mát lạnh lắm đây. Thấm, nghỉ tay uống nước đã em. Chị Tư đấy à, chờ em một lát, em rửa tay cái đã. Em không đi xem hội làng sao? Dạ, em làm cỏ nốt mấy luống rau, sợ để lâu thì hỏng mất. Mà chị cũng không đi xem ạ? Có, sáng chị đảo qua một lát, chiều tranh thủ ra đồng tát nước và xem lúa. Chị biết thế nào em cũng ở ngoài này. Vâng, nhà chỉ còn em và mẹ. Mẹ em sức lại yếu, em phải cố thôi. Cả làng này chắc chẳng có cô gái nào chịu thương chịu khó lại đảm đang hiếu thảo như em. À, mà sáng nay đám hội, cụ trưởng làng bảo cuối hội sẽ có cuộc thi gánh nước đấy. Thật thế hả chị? Vậy em cũng cố thử xem ạ. Thấm, Thấm ơi, đi gánh nước đấy ạ. Còn làm gì mà gánh nước từ sáng sớm đến giờ? Nước nhà ta vẫn còn đủ dùng mấy hôm cơ mà. Hội làng ta có cuộc thi gánh nước mẹ. Giải thưởng những 10 thúng gạo, đủ cho mẹ con ta ăn mấy tháng. Còn có thể bán đi mua thuốc tẩm bổ cho mẹ. Con muốn thi lắm, nên thử gánh từ sáng đến giờ. Mà sao hả con? Mà nước vẫn cứ bị sánh ra ngoài. Dù con đã cẩn thận từng ly từng tí, không dám lơ đễnh, không dám ngó nghiêng. Thế này thì làm sao thắng được? Bây giờ con đi gánh thêm một lần nữa. Lần này, trên đường về, mẹ muốn con quan sát những sự vật và những người hai bên đường con thấy, rồi về kể cho mẹ nghe.
Nhưng con gánh nước còn không xong thì làm sao mà nhìn cảnh vật kể cho mẹ nghe được? Có khi lại đổ hết nước ra ngoài chứ. Con cứ đi thêm một lần nữa, làm đúng như lời mẹ dặn. Mẹ sẽ chờ nghe xem con thấy những gì. Vâng, con nghe lời mẹ. Thắm đi gánh nước à em? Vâng, em chào các chị. Ôi, chị Thắm kìa. Nào, cẩn thận khéo va vào chị đấy. Cháu chào các cụ. Các cụ đánh cờ vui quá nhỉ. Mẹ, để con kể mẹ nghe. Khoan, trước khi kể, con thử nhìn hai vại nước con vừa gánh về đi đã. Ô, lạ quá. Đó, lúc trước là do con căng thẳng vì sợ làm sánh nước ra ngoài. Nó làm bước đi của con luống cuống và kết quả là nước vẫn rớt ra ngoài. Khi con thoải mái, không lo nghĩ đến nó, thì việc gánh nước trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều. Con có thể bước đi mà không làm rớt một giọt nước nào. Vâng, thưa mẹ. Sao thế nhỉ? Mình chú ý đi cẩn thận lắm cơ mà. Em còn không dám rời mắt khỏi hai cái vải với đường đi. Thế mà cô Thắm đi nhanh gớm. Trong hội thi gánh nước ngày hôm nay, tôi tuyên bố cô Thắm là người thắng cuộc. Con thấy mẹ nói đúng không? Nét chữ trên tấm lụa. Cha ơi, con đã chép xong bài thơ rồi. Tiểu Ngôn, khá lắm, khá lắm. Chữ viết của con ngày càng tiến bộ, nét chữ rất có hồn. Cha rất tự hào về con. Thưa thầy, có Lâm tiên sinh đến chơi ạ. Lâm tiên sinh, con mau mời tiên sinh vào phòng khách. Vâng ạ. Lâm tiên sinh đến chơi thật quý hóa. Có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Ấy, sao thầy lại nói thế? Thầy mới là rồng. Không có thầy bỏ công dịu dắt thì làm sao thằng bé nhà tôi lại đỗ kỳ thi hương vừa rồi được. Tôi có chút quà mọn, muốn cảm ơn thầy đã tận tình dạy dỗ cháu. Đẹp quá! Có phải đó chính là nét chữ của nhà thư pháp Vương Quân lẫy lừng thiên hạ đó không, thưa tiên sinh? Phải rồi, thầy quả là có con mắt tinh đời. Tôi cũng đã phải bỏ không ít công sức mới có được bức thư pháp này. Hy vọng thầy sẽ thích. Trời ơi, bút tích của bậc thầy thư pháp cả mấy trăm năm chưa có ai sánh kịp. Món quà quý thế này, tôi sao dám nhận? Ấy chớ, công ơn của thầy với cháu nhà tôi là trời là bể. Món quà nhỏ mọn này thấm tháp gì đâu. Xin thầy hãy vui lòng nhận cho. Vậy tôi xin đa tạ tiên sinh. Ủa, chữ viết của ai đây mà đẹp vậy thầy? Của Tiểu Ngôn, con trai tôi đó. Hôm trước tôi và cháu ngồi đây đọc thơ, thưởng trà. Quả không hổ danh là con trai thầy, viết chữ đẹp, rất có hồn. Để tôi gọi cháu ra chào tiên sinh. Tiểu Ngôn, ra chào Lâm tiên sinh đi con. Dạ thưa cha. Con chào Lâm tiên sinh. Dạ, cháu còn nhỏ mà đã giỏi giang quá. Nét chữ đẹp lạ thường, trông mềm mại nhưng rất cứng cỏi. Quả không hổ danh là quý tử của thầy Lưu. Chắc chắn sau này Tiểu Ngôn sẽ là một nhà thư pháp nổi tiếng, không chừng trở thành Vương Quân thứ hai ấy chứ. Vương Quân là ai ạ, thưa tiên sinh? Vương Quân là nhà thư pháp bậc thầy, mấy trăm năm chưa có người nào sánh kịp. Người trong thiên hạ tranh đua nhau để mua được chữ ông ấy viết. Nếu cháu có được nét chữ như vậy thì không ai trong thiên hạ này có thể sánh bằng. Lúc đó cháu không còn là thần đồng nữa mà sẽ là thần thư pháp.
còn thần thái chữ thì chưa giống. Tiểu Ngôn, con đang làm gì vậy? Thưa cha, con đang đọc sách. Dạo này cha thấy con chăm chỉ hẳn lên, nhiều khi còn thức quá nửa đêm học bài. Đừng ham học quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Vâng, thưa cha. Thành công rồi. Rèn luyện suốt nửa năm, cuối cùng mình đã có được nét chữ của vương quân trong truyền thuyết. Mình sẽ trở thành nhà thư pháp đại tài. Cha ơi, cha ơi. Có chuyện gì vậy con? Cha ơi, cha nhìn này. Trời, bút tích của vương quân, làm sao con có được nó? Cha thấy có đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi, quả là một tác phẩm vô giá. Nhưng sao nó lại ở trong tay con? Mà hình như nét mực viết vẫn còn tươi lắm. Vâng, nó vừa được viết xong cha ạ. Không phải do vương quân mà là do con viết. Con nói sao kia? Con đã tìm mua một cuốn sách có bút tích của vương quân và luyện tập theo nét chữ ấy. Hóa ra bấy lâu con lén cha tập viết theo nét chữ của vương quân sao? Vâng, con muốn dành cho cha một sự bất ngờ. Từ nay trong thiên hạ không ai có thể sánh được với thư pháp của con nữa. Con sẽ là nhà thư pháp đại tài, người ta sẽ tranh nhau mua chữ của con. Tấm lụa này không đáng giá một xu. Cha, tuy nét chữ của con giống hệt vương quân thật, nhưng thứ con đã viết không phải là thư pháp, mà chỉ là một sự sao chép tầm thường. Không ai thừa nhận con là nhà thư pháp cả. Người đời chỉ dành cho con sự khinh bỉ mà thôi. Chỉ có phát triển sự sáng tạo và cá tính bản thân mới có thể khiến con trở nên độc đáo, đạt tới sự thành công mà con mong muốn. Con kiên trì thêm một khắc. Sao nhà tay năm lúc nào cũng đông khách, còn nhà mình thì chẳng có bóng nào thế này. Phải rình xem hắn ta có mánh khóe gì không mới được. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà vợ chồng mình giàu to. Mình có biết vì sao quán nhà ta lại đông khách thế này không? Vì sao? Đó là nhờ vị sư phụ trên núi đã chỉ cho tôi bí quyết nấu món gà hầm với hương vị đặc biệt. Tôi đã mất một tháng để học. Ai đến đây đều mê thích món ấy, nên là quán mới đông vậy nè. Thì ra là có cao nhân chỉ dạy. Vị sư phụ ấy nói, nếu làm thành công món gà hầm, sẽ chỉ cho cách nấu rượu ngon tuyệt đỉnh. Ngày mai tôi sẽ lên núi tìm ông ấy. Mình chịu khó ở nhà nha. Anh Dân, anh đi đâu thế này? Có người bạn mách tôi lên núi tìm thầy dạy nấu rượu. Thế còn anh thì sao? Trùng hợp thật, tôi cũng đang trên đường đến đó đây. Vậy sao? Thế thì tôi với anh cùng đi cho vui. Hai người cùng đến đây học cách nấu rượu ngon ư? Vâng, xin sư phụ hãy chỉ giáo. Nhưng việc nấu rượu rất khó khăn, mất rất nhiều thời gian và phải có lòng kiên trì mới có thể làm tốt được. Liệu hai người có làm được không? Dạ, chúng con xin nghe theo chỉ dẫn của sư phụ ạ. Được, vậy hai người hãy làm theo chỉ dẫn của ta. Các ngươi phải lên núi lấy nước từ những giọt nước tan ban đầu tiên. Phải vào rừng sâu chọn lá làm men. Phải ủ rượu trong những chum sứ cổ. Dạ, chúng con làm được. 49 ngày sau. Mình không đi ngủ sao? Hôm nay đã là ngày thứ 49 rồi. Cuối cùng ngày tôi mong đợi cũng đến. Chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi là chúng ta sẽ có một chung rượu ngon có bầu không hai trên đời này. Tôi hồi hộp quá. Mình định thức để chờ sao? Tôi phải thức để chờ thời khắc tuyệt vời ấy. Tôi không ngủ được.
thế là sắp có rượu ngon rồi, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi. Ơi gáy đi. Gà gáy rồi. Không được, sư phụ đã chặn gà gáy lần thứ ba mới được mở chung mà. Sao lâu thế mà gà mới gáy có một tiếng vậy? Ôi trời ơi, sốt cuộc. Mới là hai lần gà gáy. Sao hôm nay thời gian trôi qua lâu thế? Mãi mà gà chưa gáy lần ba đây. Mà làm gì phải đến gà gáy lần ba cơ chứ? Đã 49 ngày rồi, hai lần gà gáy thế là quá đủ. Một khắc nữa thì giải quyết được gì? Chắc chắn là được rồi. Thôi, quyết định mở, không thể đợi thêm một chút nào nữa. Rượu ngon, rượu ngon. Hả? Cái gì thế này? Chẳng thấy mùi rượu. Trời ơi, rượu của tôi. Sao vừa chua vừa đắng còn hôi nữa chứ. Canh ba rồi, cuối cùng cũng được mở chung rồi. Thành công rồi mình ơi, tôi thành công rồi nè. Anh Dần ơi, mở chung chưa? Tôi mở rồi, nhưng đâu có phải là rượu. Sao lại không phải là rượu? Rượu của tôi rất thơm ngon kia mà. Thế anh mở chung lúc nào? Tôi mở từ canh 2, trước anh một khắc, thấy nên chẳng được gì cả. Không phải là rượu, nó chỉ là một thứ nước đục ngầu, vàng vọt, hôi và đắng ngắt. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.